Qua ông Đen xin chào cô chú anh chị gần xa trong và ngoài nước. Lời nói đầu tiên vào video này thì qua ông Đen cũng xin chúc cô chú anh chị gần xa trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe và bình an, thành đạt trong cuộc sống. Bây giờ qua ông Đen đang quay video với là cái tâm trạng rất là vui. Tại vì qua ông Đen vừa nhận được một tin vui, một tin phải nói là bất ngờ đối với qua ông Đen mà cũng như là nhẹ gánh cho qua ông Đen. Thì có chị Thúy, vợ của anh Tùng ở Mỹ là gọi điện thoại cho qua Hồng Đen nói là chị sẽ bỏ ra toàn bộ chi phí để cứu mấy bé mèo này với lại bé chó. Thì giống như trên cái live trước qua Hồng Đen cũng có nói là tổng cộng là chó với mèo là 8.400.000, nhưng mà qua Hồng Đen thuyết phục ổng bớt chút đỉnh thì ổng bớt 100, còn lại là 8.300.000. Thì chị Thí đồng ý là cho qua Hồng Đen đúng chi phí là 8.300.000. Thì em cũng cảm ơn chị Thúy, vợ của anh Tùng ở Mỹ đã hỗ trợ cho em 8.300.000 để trả chi phí cứu các bé. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Em chúc anh chị ở phương xa và gia đình nhiều sức khỏe, bình an và làm ăn thành đạt. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều. Cũng cảm ơn cô chú đã luôn đồng hành cùng mái ấm với Hoa Hồng Đen, ủng hộ tinh thần cũng như là động viên Hoa Hồng Đen tiếp tục cứu các bé. Hoa Hồng Đen cảm ơn rất là nhiều. Đây là Hoa Hồng Đen quay lại một lần nữa là những bé mèo Hoa Hồng Đen vừa cứu ở quán Tiểu Hổ. Và đây là bé chó mà chủ kêu đem tới làm thịt, nhưng mà do là ổng quán Tiểu Hổ ổng không có làm thịt chó, cho nên là mình may mắn mình cứu được bé đó. Thì bây giờ là bé được sự bảo trợ của chị Thúy, vợ của anh Tùng ở Mỹ, nên là qua Hồng Đen nhẹ gánh cái phần này, qua Hồng Đen không cần phải lo. Một lần nữa qua Hồng Đen cảm ơn chị, vợ của anh Tùng đã chung tay với qua Hồng Đen để cho các bé được bình an, và cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi qua Hồng Đen cũng cảm ơn cô chú đã đồng hành cùng mám qua Hồng Đen, ủng hộ kênh cũng như là động viên tinh thần cho qua Hồng Đen những lúc khó khăn từ vật chất lẫn tinh thần. Qua Hồng Đen cảm ơn rất là nhiều. Qua Hồng Đen cũng không quên chúc cô chú anh chị gần xa trong và ngoài nước và gia đình luôn luôn bình an và may mắn trong cuộc sống. Dạ, cảm ơn rất là nhiều.